Tôi xin mến chào các cô chú, anh chị và các bạn đang ở hải ngoại và trong nước. Thì hiện tại Kim Bùi đang đứng ở trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ở ngay chỗ này là ngay chỗ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh nè các anh chị. Ở phía bên kia là cầu Sài Gòn. Thì hôm trước Kim Bùi có ra đây một lần trong mấy video trước thôi. Tức là ngày 5 tháng 10 đó. Cái ngày hôm đó thì khởi công nâng cấp mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh này. Hôm đó thì nhằm ngày thứ 7. Cho nên khi mà cái buổi đi đó thì mình cũng chưa có thấy cái tác động rõ ràng như thế nào. Hôm nay thì cái buổi ra đây để quay cho các anh chị xem là khi mà người ta bắt đầu khởi công rồi đó thì nó có ảnh hưởng gì tới tình hình bà con đi làm ở Sài Gòn hay không. Cái hướng này chúng ta đang nhìn về cầu Thị Nghè đi về quận nhất rồi các anh chị. Ở phía bên đây thì nó có thông báo là kể từ ngày 5 tháng 10 2019 đóng điểm mở giải phân cách tiêm đường Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương. Rồi kế bên thì là có lộ trình thay thế là Nguyễn Hữu Cảnh đi vào Điện Biên Phủ nút giao thông Hàng Xanh. Thì bây giờ cái buổi sẽ đi một vòng quanh đây nha, để cho các cô chú anh chị và các bạn mình xem cái cảnh đi làm của bà con ở Sài Gòn vào buổi sáng đầu tuần nó như thế nào. Chỗ này là đường đi lên cầu Sài Gòn nè các anh chị. Bên đây là đường Điện Biên Phủ. Cái hướng này là mình đi lên cầu Sài Gòn nè. Còn cái đường trên cao đây là cái tuyến metro. Còn hướng này là đường Điện Biên Phủ đi về Hàng Xanh. Các anh chị và các bạn có thể thấy là lượng xe lưu thông đi qua khu vực này rất là đông rồi. Tuy nhiên vào thời điểm này, tức là 8 giờ rưỡi sáng, thì mình thấy là ở đoạn này tuy là nó đông nhưng mà xe vẫn chạy bình thường, không có hiện tượng kẹt xe. Bây giờ cái Bùi sẽ đi xuống hướng này nha. Ở chỗ đó cái Bùi thấy có cái cầu đi bộ đó các anh chị. Thì cái Bùi sẽ đi xuống hướng đó, rồi cái Bùi lên cầu đi bộ. Trên cầu cái Bùi sẽ quay xuống cho các anh chị xem cho nó có cái góc nhìn toàn cảnh. Ngay chỗ đây là ngay chỗ cái đường đi vào đường Nguyễn Hữu Cảnh nè các anh chị. Thì chúng ta thấy là cái lượng xe đi vào đây nó cũng không có nhiều. Đây là những hình ảnh buổi sáng của bà con ở Sài Gòn đi làm trên đường Điện Biên Phủ. Cái buổi đang tiến về khu vực hướng Hàng Xanh đó các anh chị. Khu vực này thì vào những cái ngày bình thường thôi, thì trên con đường Điện Biên Phủ này buổi sáng người ta đi làm và buổi chiều khi mà tan giờ làm về thì rất là đông xe và thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe ở đây các anh chị. Và hôm nay thì lại bắt đầu khởi công xây dựng nâng cấp cái đường Nguyễn Hữu Cảnh lên nữa, thì người ta hạn chế lưu thông vào con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Những phương tiện giao thông thì họ sẽ chọn những con đường khác họ đi. Cho nên theo dự đoán thì tình trạng Nguyễn Hữu giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp tới, trên những cái con đường xung quanh Nguyễn Hữu Cảnh sắp tới thì nó sẽ vô cùng là khó khăn. Thì các anh chị, các bạn khi mà xem video này thì có thể là chia sẻ, gửi những cái link của cái video này đó cho những người thân của mình ở Sài Gòn mà hay đi qua khu vực này để nắm thông tin.
có gì mình chọn những cái con đường khác mình đi để cho buổi sáng mình đi làm hoặc là đưa con đi học cho nó kịp giờ. Và khi mà vô làm thì tinh thần nó cũng thoải mái nữa các anh chị, chứ sáng mà đi làm mà sáng sớm mà kẹt xe nó bực bội lắm. Rồi cái không khí mà mình hít vô đó thì nó bụi nhiều, khói bụi nhiều, cho nên trong người thì cũng cảm giác là bực bội, đi làm thì không có khỏe. Rồi buổi chiều cũng vậy, sau một ngày làm việc mệt mỏi mà về mà gặp con đường mà nó kẹt cứng ngắc nữa thì khổ lắm. Đây là cái cầu vượt nè các anh chị, cầu đi bộ, buổi sẽ đi lên đó nha. Đây ở ngay chỗ thành cầu chúng ta nhìn xuống nè các anh chị. Đây là cảnh ở trên cầu, hai bên cầu người ta trồng những cái vàng bông giấy. Khi mà lên đây, đi trên đây các anh chị, mà có những cái vàng bông giấy ở hai bên, nó che khuất tầm nhìn của cái bùi. Cho nên mình có cảm giác là trên đây nó thư thả, ở dưới xe chạy nhiều quá, mình ngợp. Lên đây thì có bông, có hoa, mình cái tầm nhìn của mình cũng bị khuất nữa. Có lẽ đây là tác dụng của cái vàng hoa giấy này. Rồi đây Kiên Bùi đang đứng ở ngay tim đường của đường Điện Biên Phủ. Cảnh này thì chúng ta nhìn về phía bên cầu Sài Gòn. Các anh chị có thể thấy là cầu Sài Gòn thì nó bị khuất rồi, chúng ta không thấy. Ở vị trí này chúng ta chỉ thấy đầu tiên là tuyến metro nè, rồi xa nữa thì chúng ta thấy là cái cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, ở chỗ mà bắt đầu video này cũng vừa đứng bên đó đó. Rồi chúng ta nhìn xuống đường thì vào buổi sáng đi làm, các anh chị có thể thấy cái hướng bên đây, tức là hướng từ ở ngoài quận 2, từ cầu Sài Gòn đi vào từ ngoài quận 2 đi vào trong trung tâm Sài Gòn để chúng ta đi làm việc buổi sáng, xe nó có vẻ nó nhiều hơn. Còn phía bên đây thì là từ ở trong Hàng Xanh đồ mình đi ra ở ngoài cầu Sài Gòn ra quận 2, thì cái hướng này chúng ta thấy là xe có vẻ là nó ít hơn. Còn góc này là hướng đi từ Hàng Xanh đi ra quận 2. Ở phía bên đây các bạn thấy là có một cái tòa nhà cao ốc Pearl Plaza, đó là một trung tâm thương mại ở phía dưới, tòa nhà rất là cao. Ở phía bên đây là có tòa nhà khác người ta đang xây dựng. Phía dưới thì các bạn thấy là có một cái bảng thông báo cũng giống như phía bên kia, tức là người ta thông báo là đóng điểm mở giải phân cách đoạn đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương. Thì một chút nữa con người sẽ đi lên đường Nguyễn Văn Thương coi nó như thế nào nha. Tiên thì các anh chị có thể thấy là tòa nhà The Manor đó, đó là tòa nhà đầu tiên trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tòa nhà có cái máy màu xanh dương các anh chị. Rồi kế tiếp là quần thể Vinhome. Đây điểm nhấn đó là Landmark 81. Bây giờ Kiên Bùi sẽ đi xuống đường ở phía dưới, đi ra cầu Văn Thánh. Đây là ngã tư của đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Văn Thương nè các anh chị, ngày xưa là đường D2 đó. Thì theo thông báo thì ngay chỗ này nè, cái giải phân cách bình thường hồi trước thì chúng ta có thể là chúng ta đi từ đường D2, chúng ta đi thẳng qua phía bên kia rồi chúng ta đi vào Nguyễn Hữu Cảnh.
Thì hôm nay cái giải phân cách này ta đóng rồi, không có cho đi thẳng vào đó để mà giảm bớt cái số lượng xe đi từ đường Điện Biên Phủ đi vào Nguyễn Hữu Cảnh. Bây giờ mà các anh chị các bạn lang thang trên buồn đi đến cầu Văn Thánh 2 nha các anh chị. Cầu Văn Thánh 2 này thì nó nằm ở gần ngay chỗ khu du lịch Văn Thánh ở phía bên kia kìa, có cái cổng khu du lịch Văn Thánh đi vào đó thì nó có cái khoảng đất trống, thường thì chúng ta đi vào trong đó để mà tổ chức tiệc tùng, có cái không gian trống, rồi có sân cỏ này nọ, ta làm những buổi tiệc nhỏ nhỏ gia đình đó các anh chị, hoặc là đám cưới, hoặc là vô trong đó chụp hình đám cưới thì cũng đẹp lắm. Vừa đang đi lên ngay chỗ cầu Văn Thánh, ở dưới chân cầu Văn Thánh thì có một cái tòa nhà đang xây được các chị. Đây là cái con sông nước đen thui ở dưới cầu Văn Thánh. Ở khu vực này thì nói chung là ô nhiễm lắm các anh chị, rác thải kìa, đen thui luôn, nghe cái mùi bốc lên thâm thẩm. Kế bên những cái tòa nhà cao tầng, những cái chung cư cao cấp lại có cái con sông như thế này. Con sông này mà được cải tạo lại rồi cho nước nó lưu thông thì nó sẽ tốt hơn, nhìn nó đẹp. Bây giờ thì nó xấu quá. Bây giờ mời các anh chị các bạn mình cùng nhau mình nhìn lại con đường Điện Biên Phủ nha các anh chị. Đây là cái hướng ra Hàng Xanh, rồi cái vừa lia nhẹ nhẹ qua. Chỗ này là hướng đi về ngay chỗ cầu vượt, rồi đi về La Mát 81 nè các anh chị. Cái con đường, đoạn đường mà cái vừa đi từ nãy đến giờ đó. Thì đến đây thì Kim Bùi cũng xin kết thúc video cập nhật tình hình giao thông cũng như là cái sự kiện mà người ta nâng cấp mặt đường với hoàn cảnh rồi ở ngoài Điện Biên Phủ này nó có ảnh hưởng gì hay không. Thì xem video xong thì các anh chị các bạn cho Kim Bùi cái ý kiến nha, có thể comment ở phía dưới cho Kim Bùi biết. Và các anh chị các bạn cũng có thể là chia sẻ cái thông tin này, gửi đường link cho bạn bè, gia đình mình cùng xem để mà cập nhật cái tình hình giao thông đó, cũng như những hình ảnh quê hương ở Sài Gòn. Và cái buổi chúc cho các anh chị các bạn và các cô chú luôn dồi dào sức khỏe, công việc thì thuận lợi. Cái buổi xin chào, hẹn gặp lại. Và cuối cùng thì nếu mà các anh chị các bạn, các cô chú chưa có nhấn nút subscribe trên kênh của Kim Bùi á, tức là cái nút đăng ký đó các anh chị, thì Kim Bùi xin mời cả gia đình mình nhấn vào cái nút subscribe đó nha, để mà khi Kim Bùi up video lên hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối giờ Việt Nam, thì các anh chị các bạn đại gia đình mình là sẽ nhận được liền. Rồi, Kim Bùi xin chào, hẹn gặp lại.